Xuyên không, lâm tổ sư mạnh nhất thế giới tu tiên. Nhưng mà giải thưởng đặc biệt của nhiệm vụ đúng là cái nào cũng có ích. Đúng là sức nào của sức nấy. Cứ như thế này thì ta thậm chí còn có chút chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ mới đã có, mời ký chủ kiểm tra. Nhiệm vụ mới đã có, mời ký chủ kiểm tra. Nhiệm vụ chính 1.2. Tiên môn nói phù hợp. Thành lập tiên môn chính thức. Thiết minh nhiệm vụ. Tu chân phi đạo, thiên địa tài nhân. Một tông môn muốn phát triển lớn mạnh, trừ việc có đạo pháp riêng, còn coi có một vùng trời độc lập, một nơi phong thủy tốt hơn, hợp với tu luyện, nơi có thể thu hút được thiên địa tài nguyên đổ về, xây dựng sự nghiệp thiền thu. Thời hạn nhiệm vụ 3 năm, quá thời hạn trực tiếp xóa bỏ ký chủ. Bất cứ tiên môn nào cũng phải có đại trận pháp bảo vệ sơn mạch. Đại lôi âm tự có đại nghiệt như lai trận. Thục sơn kiếm tông lại có đại tiền thiên văn tự kiếm trận. Thái hư hoàng có thái hư không trận, âm dương đại trận. Hổ sơn đại trận thì chính là sự là do tự tông môn lập ra. Cơ đấu tỷ đồi của các tu sĩ cùng đẳng cấp là có thể đối kháng trận pháp bình viễn, chỉ có trận pháp cùng uy lực. Vì vậy sau khi hệ thống căn cứ vào nhiệm vụ sau là để ta tự lập tông môn đại đạo, là để cho phần thưởng và lượng ý sinh diệt làm hồ trận, hồ sơn đại trận. Mà những ngày này lại là xuất hiện cái sự sinh tử chi biến và thiên và hiện thiên đại chi biến vẫn chưa phát huy được uy lực chân chính. Mà sau này thì cái trận phương diện tu vi ta cũng phải cổ vũ thầm. Mà sức mạnh thực sự có lưỡng ý sinh diệt đại trận này là có sức mạnh kinh người như thế nào? Sợ là thật sự có thể mở ra được nhất vạn tạo hóa, nắm giữ sinh bại diệt vong của vạn vật ấy nhỉ? Nhưng mà nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải tìm một chỗ tốt để an cư lập nghiệp đã. Nhưng mà chỗ tốt nào có dễ tìm như vậy chứ? À đúng rồi, lúc trước tình báo của Long Già có nhắc đến một động phủ đặc biệt. Nó là vẫn chưa bị chiếm dụng, hay là chiếm nó thăm dò một chuyến xem sao? Các hạ cảm ơn, đã ra tay tường cứu. Khanh Nam Hoa cảm kích vô cùng. Người tốt ắt có trời giúp, người không còn phải để trong lòng. Với lại bổn tọa ra tay không phải là vì để người khác cảm kích mang ơn, mà ta từng đồng ý với Hồng Phòng bảo vệ các người. Tiếc là pháp lực của ta lại không đủ cao, khó mà bảo vệ các ngươi chu toàn. Lần này nếu như không phải vì đạo hữu này tương trợ, đến mạng của ta cũng khó mà giữ. Những năm nay nhờ sự giúp đỡ của người, vòng viên thay mặt mọi người ở đây cảm ơn Khanh Tiên Sinh. Người vốn không phải là người Liệt Phong hội ta, chỉ là đồng ý với anh trai ta một câu mà bảo vệ chúng ta tới nay. Tất cả mọi người đều ở đây cảm kích điều này. Là bọn ta quá ích kỷ, ý vào sự bảo vệ của người, tùy tiện trong đại chu làm loạn. Đừng có nói như thế. Không phải sao, người địa bàn này hên hoang như vậy, khiến cho lần này cả hội các sĩ chút nữa gặp họa sát thân. Nếu như là lùi đến trong các quan triều khác thì có thể dễ dàng vây quét như vậy không? Hậu vi mà lấy nào cô? Ta biết rồi, chúng ta tạm thời rời khỏi lãnh địa đại chu, củng cố thực lực và tăng tu vi. Sau này có đủ năng lực lại đến đây giành lại đất đai, tiến vào hoàng triều khác. Các ngươi rất dễ mất đi tính tự chủ. Vậy phải xem chúng ta có đủ cố gắng hay không. Mà người tuyết phòng không phải là loại người đó. Hồng Vi mà, người rất tốt. Hồng Phong thì dưới hoàn toàn có linh thiền. Nhìn cái dáng vẻ hôm nay của người thì nhất định sẽ rất vui. Ân tình hôm nay của tác hạ thì giống như là sinh ra chúng ta một lần nữa. Chỉ tiếc là thần ta còn mang trọng trách. Trước khi lời hứa được thực hiện thì cũng không thể hứa hẹn thêm điều gì. Chỉ là có thể nói sau này nếu như trùng phùng thì các hạ có yêu cầu gì thì Khang Nam Hòa cũng sẽ không tối chối từ. Điều này có gì đâu, lần sau lại nói đi. Bổn tọa và sẽ nói câu kia, ngày sau có duyên gặp lại. Nguyên cùng đạo hữu ngồi xuống luận đạo, các ngươi tự bảo trọng đấy. Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo. Ta điều tức một chút, các ngươi cứ chuẩn bị mọi thứ rời khỏi đây đi. Thông báo xuống dưới, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây. Vâng. Xảy ra chuyện gì?
Chính là thế này. Chúng ta được một cao nhân cứu rồi. Lần này thực sự rất là nguy hiểm. Các người rời khỏi đất chu đại cũng tốt. Tông môn sẽ phái đệ tử đến cho các người, gia tăng sức mạnh cho các người, đồng thời để cho các người chúng đệ tử tu luyện. Cứ như thế thì bọn họ sẽ thâm nhập càng sâu vào trong. Chúng ta bên này làm tốt khâu chuẩn bị. Lần trước lệnh các người để cơ hội bắt chu dịch, có tin tức gì không? Chỉ nghe nói hắn từng ở thành Sa Châu, ở nơi biên thủy ở Đại Tần Hoàng Triều, nhưng bây giờ lại không thể xác nhận được. Được rồi, ta biết rồi, các người mau rời khỏi đây đi. Vũ Y Tinh Quân đã cải trang thành đạo nhân áo trắng. Gần đây người này rất nổi. Sao trước đây chưa từng nghe qua cái nhân vật tên này? Thánh địa số 1 Thái Hư Hoàng, người có một hộ đã đến chưa ta? Cố trà đại thành, xem từ đó sao rồi? Được rồi, tiếp theo ngươi có dự định gì? Thần võ quân à, ta quý vị không nổi. Đồng bào toàn quân bị tiêu diệt rồi, một mình ta trở về sống sót thì cũng không thể. Bốn tòa sẽ tả ngươi rời đi. Tập 79. Cảm ơn trường lão đã tin ta. Ta dự định ở tại Đại Trần Hoàng Triều, dựa vào may mắn là có thể gia nhập vào đại môn phái nào đó đã tu hành và gian tăng tu vi. Ta dấn thân vào thần võ quân vốn dĩ là vì trong đó có tài nguyên tu luyện và đạo pháp tu luyện có thể nâng cao thực lực của ta. Ta còn sức mạnh to lớn. Nếu đã như vậy thì chúc người may mắn. Cảm ơn đạo trưởng đã không giết. Đây cũng là một con người có chí, nhưng mà lại không liên quan tới ta. Bây giờ thì ta về, Tiểu Lâm quay về. Cũng đến lúc gặp cái đám tiểu tử bất điểm kia rồi. Chư phụ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Thì từ thôi à, không có gây phiền phức gì cho hai vị đại sư huynh của người đó chứ? Tất nhiên là không rồi. Tiêu lại báo cáo rõ ràng chuyện tốt của đệ làm với sư phụ đi. Sư phụ à, bác người đi may mắn không phụ sự tín nhiệm của người, thành công mang lối nguyên ấn phù về rồi. Ta biết các người sẽ hoàn thành nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sư phụ à, nè, thứ này nhìn thì đẹp thật nhưng tuyệt đối là một phần bảo vật. Luyện khí đỉnh phùng tầng 11, luyện khí đại viên mãn 12 tầng, luyện khí 11 tầng. Quay lục tách ra, tiêu bước điểm mới luyện khí tầng 10, tiểu diệm tử thì luyện khí tầng 9, mà chiêu dịch mới tầng 7 thôi à. Bây giờ mà tốc độ đột phá của các người còn hơn sư phụ ta rồi đó. Đó chính là bằng tay vàng của năm 9 ư. Lần này ta cũng có đạo pháp rồi. Anh đây nhất định sẽ bế quan tu luyện, củng cố tu vị mới được. Ngươi buồn làm cái gì? Cái kiểu phát triển về sau nhiều người mới là đáng sợ chứ không phải sao. Chiêu dịch à, tôi hoạch lần này xem ra không tồi. Đồng muốn báo cáo với sư phụ, vật này là gọi phá nhưỡng thần chi xạ, là một món pháp khí. Bản thân nó thì có thể phát huy ra kim quang đột nhập vào nội thể của đối thủ, âm thầm phá nát tận hồn nội thể của đối thủ, khiến người ta không bị phòng bị. Khi ba người chúng đệ tử trở về thì ngẫu nhiên được một tu sĩ độ kiếp. Đối phương không qua được kiếp nạn này đã qua đời. Đệ tử may mắn nhận được một bộ phận tinh hoa pháp bậc lực của ông ta, vì vậy mới đột phá nhanh như vậy. Ngoài ra cái tên môn bài này là pháp thuật hắc ám mãn trà la trận, rất là kỳ quái. Là mặc kệ là tự nhiên pháp ký hay là tu luyện pháp thuật, đệ tử đều rất thuận lợi. Nhưng mà để cho đại sư huynh và tiết sư đệ bọn họ thì lại không có gì phản ứng. Phúc duyên 10 tầng, 8 phần ngộ tính, đúng là trâu bò mà. Không cần phải để ý, mỗi người đều có cơ duyên của mình. Ngoài ra, ba chúng đệ tử có khả năng gây ra rắc rối. Sau khi vị tu sĩ đó đổ kiếp thất bại, thì còn có người khác nhồm ngó với di sản của ông ta. Chúng còn có môn họ xung đột một trận. Trong lúc xung đột, lỡ giết hai người của đối phương. Nếu không phải tiểu tử này ngứa tày thì chúng còn sau khi lấy đồ xong đã trực tiếp chạy rồi. Sau khi con biết được đối phương trốn ở đâu chứ,
tiện tay phóng một tia sét lại đang trúng bọn họ. Quả nhiên, vừa mới rời khỏi, đã có vô số đại tiểu quái khóc thét cầu xin mấy cái tên này cứu mạng gì vô rồi. Biết đối phương là ai không? Đối phương là bảo hắn là người cô hớt phong thần tông. Không cần phải đợi, mấy cái người các người phải nhờ rõ, chúng ta không được tự động gây sự. Cũng có người động với chúng ta thì cứ đánh cho vì sự. Xin nghe theo sự chỉ dạy bảo của sư phụ. Sư phụ à, lần này chúng con quay lại, trên đường có đi qua một sơn cốc. Ở đó có một con thiền kim lôi xạ sắp đột gia rồi. Người xem, chúng ta có phải là nên làm luôn cái con rắn đó không? Thì thôi à, con lo lắng về lễ rửa tội của bản thân ư. Cái đó, sư phụ à, con sắp 5 tuổi rồi. Qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi, yên tâm đi, lễ rửa tội của con sư phụ không quên. Nhưng mà trước đó ta phải nhanh chóng bế quan trở thành một trúc cơ. Bên ngoài sơn lập, vẫn không được. Không phải vấn đề về pháp lực, là ta vẫn chưa hiểu hết về hàm ý thầm sâu của bát quái chư thiên đại đạo sao. Nỗ lực gần một tháng trời rồi, thế mà từ đầu tới cuối cũng không đột phá được khi hại trúc cơ được. Xem ra, đạo pháp này mặc dù dành cho ta nhưng vẫn phải tiếp tục mày mò rồi. Thôi vậy, không thể cưỡng chế đột phá được, vậy thì đi tặng bổ tha lộc chút gì. Đây là con chuồn chuồn à, ngủ quá ta. Nhiều nhất chỉ có thơ mệnh mấy ngày, sinh vật như vậy thì có ý nghĩa sao? Người sống hơn cả trăm năm, con chuồn chuồn thì phải chỉ vọn vẹn mấy ngày, đều là sinh lão bệnh tử, vốn chẳng có gì khác biệt. Sinh mệnh của con người có ý nghĩa thì chuồn chuồn tất nhiên cũng có, chỉ là người không thể nhìn thấu chúng mà thôi. Rất không sai, sinh lão bệnh tử ư. Ba ngày sau, ba ngày vẫn đứng nguyên một chỗ quan sát chú chuồn chuồn kia, lại sinh ra một con chuồn chuồn con. Ôi, ta cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi. Chuồn chuồn, người, còn có tất cả sinh vật ở trong thiên địa, thậm chí là cả vạn vật vũ trụ này, đều phải trải qua quá trình như vậy. Sinh ra, rồi già đi, thối rữa và bị hủy diệt, rồi lại tuần hoàn trở lại một vòng như vậy. Từ hư vô hỗn độn của vũ trụ, trời đất đưa sinh ra, hồng hoa xuất hiện, sau đó vạn vật lại được tạo thành. Là thuở khai sinh, trời trải qua dòng chảy thời gian mà lớn lên rồi lại già đi, cuối cùng là kết thúc sinh mệnh và biến mất. Sinh lão bệnh tử chính là sinh mệnh. Tập 80. Thành trụ hoại không chính là tọa hóa. Chúc mừng cái chủ đã đột phá trúc cơ kỳ, chúc mừng cái chủ đã lệnh ngộ được thiên đạo đức kinh. Hồi thứ nhất, bát quái của chư thiên đạo đại tầng. Điều kiện đã đủ, hệ thống bắt đầu nâng cấp, tiến vào giai đoạn thứ hai, nâng cấp hệ thống hoàn tất. Cuối cùng cũng lên lên trúc cơ rồi. Hy vọng lần này nâng cấp sẽ phần thưởng lợi hại hơn. Tên vật phẩm, tiên đan tạo hóa. 13 ngày, loài đan dược, thông tin chi tiết. Vật phẩm đặc biệt của hệ thống sự tồn tại của thiên nhiên đại thế giới, tác dụng tu sĩ cao nghiền thần cảnh trở lên thì có thể trực tiếp đột phá lên một tiêu cảnh nhỏ nhỏ và tăng hiệu suất đột phá. Một người một đời chỉ được dùng một lần, dùng hai lần thì vô hiệu, điểm 9000. Được lắm, vậy mà cũng có đang vượt trực tiếp và tăng tu vi ư? Cho mà ta với cả nhà cộng lại với nhau mà có cũng không đủ với con số lẻ. Điểm đổi 9000. Nhưng mà căn cứ vào kinh nghiệm, thứ tồn tại ở trong phần hoang đổi của hệ thống, mà hệ thống rút thưởng nhất định là có thể mở ra. Mà mấy lần rút thưởng trước thì ta chưa từng dùng. Hệ thống rút thưởng là mới rồi ư? Nhiều hơn một hạng mục nè. Thiệt mình, hệ thống rút thưởng ghi chủ trong một vật phẩm bản thân hiện có chứa, cho hệ thống là vật cược chú ý. Phàm là vật phẩm đến từ hệ thống thì không thể làm vật cược. Rút thưởng mà còn phải đặt cược ư? Hệ thống rút thưởng tổng cộng có 30 thẻ, có 4 loại. Quẻ hồng, quẻ trắng dài. Một lần rút thưởng cũng không trả lại vật phẩm cược, hệ thống chỉ chọn cho đội ngẫu nhiên để đổi lại. Quẻ trắng
Dùng một lần rút thưởng trả vật cược về nguyên trạng. Về trận ngắn thì dùng một lần rút thưởng không trả lại vật cược. Giá trị vật cược càng cao thì hiệu suất thẻ hồng và thẻ trắng càng cao. Và ngược lại thẻ trắng và thẻ trắng ngắn càng cao. Cậu lại nói là mình lấy vật đáng để cược ra thì hiệu suất trúng thưởng sẽ lớn hơn. Không thể dùng vật này để lấy ra từ hệ thống làm vật cược. Dùng cái gì mới tốt đây? Hát kỳ vật, không được. Không được rồi, mình hoàn toàn dựa vào những thứ này để đi được. Không gian độc lập bên trong cũng rất hữu dụng. Phong lôi phù ấn thì lưu trong phù ấn mặc dù từ hệ thống. Nhưng phong nguyên phù ấn thì không... Nhưng mà nó phải có vật đặc nền tảng của tầng môn có chút không nữa. Càng không kính thì cái thứ này có tác dụng rất lớn. Tình báo quan sát thì rất quan trọng cũng không để lùa. À đúng rồi, hát thạch thần sơn. Mặc dù có bị hư một chút nhưng nói cho cùng thì nó cũng là một môn pháp ký kim đan kỳ. Có lẽ có chút giá trị. Trước khi được thưởng, mời chọn vật phẩm y tích phá ma đàn. Gián lược là khắc chế tầm ma giúp tu luyện. Phòng ma đàn gián lược trong thời gian ngắn có thân nâng cao thực lực sau khi lão hóa thì trở nên yếu đi. Phân thân ảnh hóa đàn thì gián lược trong thời gian ngắn có thể tạo ra được một bản sao có tu vi bằng nửa mình. Tu vi đang đạo 33 ngày thì gián lược trực tiếp đột phá tu vi và tăng hiệu suất đột phá. Đang dược mặc dù tốt nhưng chỉ là có nguyên thần đứng về sau thì mới có hiệu quả. Vậy để đến khi nào đến nguyên anh kỳ rồi mới dùng. Bây giờ chọn cái khác gì? Thường dường kiếm gián lược pháp ký kim đan kỳ được đúc từ thuần dương chân hỏa, mà chân hỏa thuần dương lại là một trong thất đại chân hỏa. Thuần dương chân hỏa lại lỗi hình là một trong thất đại chân hỏa, tu tính là một ngà một vạn hỏa chi tổ, là hỏa diệm của cả thiên nhiên đại thế giới khai tổ, là hỏa diệm thuần khiết nhất, sử dụng dung hợp của nhiều loạn lửa khác nhau chính vừa tà. Thuần dương chân hỏa, vậy cái này đi, có lẽ là có thể tìm ra được bí hỏa trong thuần dương chân hỏa này không chứ? Được rồi, chọn thuần dương kiếm đi. Thuần dương kiếm gián lược là pháp khí chi đan dược đan kỳ được đúc từ thuần dương chân hỏa. Mời nhập vật cược, hát thạch thần sơn quyết định luôn. Liệu một gián xe đạp thành mô tô hoặc là đừng có đưa thứ gì ta vào dụng nha. Ông trời phù hộ. Ông thể xuất hiện rồi. Trong 30 thẻ này, 3 cấp vẫy hồng, 9 vẻ trắng dài, 10 vẻ trắng ngắn và 6 vẻ trắng ngắn luộc. Trắng và trắng ngắn thì có 10 tấm đạt 60%, mà hiệu suất rút được cái thẻ hồng đạt được tầm khoảng 10%. Là bởi vì giá trị nuôi nhỏ không xứng với thường dương kiếm mưa. Lần rút đầu tiên lại không có sự so sánh nào, rất khó đỡ tổng kết ra quy luật. Thôi vậy, nguy hiểm thì mới có đồ tốt. Nó không chừng là có thể rút được bốc đầu sóc thẻ. Dừng lại rồi. Bên ngoài lại không nhìn thấy gì bất thường. Vậy thì chỉ có thể dựa vào may mắn thôi. Động. Ôi, mà nó là trắng. Trắng vậy. Ôi, vẫn may không xui lắm. Mặc dù không được lãng phí một lần rút, nhưng cũng không mất vốn. Nhưng mà ai lại biết được hệ thống lại đổi cái quỷ gì chứ. Nơi như đổi ra một cái thứ rác rưởi thì không bằng trả về luôn. Đây là... Ý? Cái gì vậy? Tên lệnh bài. Lệnh bài kiến thiết tổng môn. Chính cung đại điện, cái lộ hình lội xây dựng tổng môn. Chi tiết có thể dùng lệnh bài này để xây dựng một cái kiến trúc được chú định ở trong tầng môn. Trình độ kiến trúc thì cái kiến trúc sẽ hơn cái trình độ tu vi của người xây dựng. Nếu cái địch mạnh hơn người xây dựng hai cảnh giới lớn thì kiến trúc mới có thể bị phá hủy. Kỳ chủ có thể dựa vào lệnh bài này để xây dựng một tầng môn của mình. Các nội thất ở bên trong được sử dụng vật phẩm quý hiếm chính là cung đại điện. Thích làm cốt lõi của đại trận Hồ Sơn. Lên bài sau khi sử dụng thì đại điện hoàn thành ký chủ có thể cơ hội đặt tên. Thứ này mặc dù nói ta là càng cờ mà mặt ngồi của tổng môn, nhưng mà bây giờ là không có tác dụng thực tế nào đối với việc tăng cao tu vi.
Cứ nhận trước đã. Nhưng mà lần này bế quan thu hoạch cũng không nhỏ. Cũng đã một tháng dưới rồi. Chân núi 81. Sư phụ à, cuối cùng người cũng đã xuất quan rồi. Đệ tử cùng sư phụ xuất quan. Sao không thấy chú dịch? Mấy ngày trước nhị sư huynh đột phá luyện khí tầng 12, gặp một số rắc rối, giờ đang ở trong trạng thái bế quan. Xem ra không chỉ chú dịch, đến người cũng thay đổi không ít nhỉ. Một tháng không gặp mà đã thành công đột phá lên luyện khí tầng 12 rồi à? Bấm tay tính toán thì từ lúc nhận hắn là đồ đệ tới đây vừa hay đúng một năm. Mà thiếu niên từng đứng ở trên đỉnh cao lại ngã xuống vực sâu. Khoảng cách 4 năm, dùng 1 năm làm lại trở về luyện khí tầng 12, dần dần tích góp đã được như vậy rồi. Không chỉ tù vị tính cách của hắn, cũng tính thơm thành thục, không còn hồi nghi thế tục. Hận trời bất công nữa, mà trở về trạng thái chiến đấu chí cao, nâng cao ý chí quyết đấu rèn luyện, còn có mấy phần trầm ổn. Từ nay trở đi, đường tu hành của tiền diện tử người càng ngày càng ổn rồi. Sư phụ ạ, còn sao không khen? Đi, đưa sư vi sư đi tìm con rắn đó, lấy máu rắn làm lễ rửa tội cho con. Để rồi, lần này do thiên minh, đưa vi sư đi trước. Há ngựa lại im trời cho chú dịch. Vâng, sư phụ. Nếu như chú dịch thành công đột phá lên luyện ký đại viên mãn, thì nói với hắn, không vội lên trúc cờ. Con cũng vậy đó, đợi vi sư trở về từ cờ sắp xếp. Đệ tử đã rõ. Đi chúng ta đi. Chắc là cách đây không xa nữa. Sao đột nhiên lại không định vị được nữa rồi? Lò pháp khí bị che mất rồi. Vậy thì các người cũng không chịu thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Nhưng mà ba tên tiểu tử đó dám giết người của Phong Thuận Tông ta. Cho dù các người có chạy đến trấn trời góc bể, cũng chỉ có con đường chết. Sư phụ à, chính là đây. Trong sân cốc này là cái khí tức cuồng bạo của Lôi Đình. Cách xa như thế mà cảm giác cũng rất rõ. Xem ra, những tia sét từ trên trời bổ xuống mới là trọng điểm. Còn nồng khí hơn trong sân cốc gấp trăm lần. Vâng mày, thiền kiếm lối xa vẫn chưa bắt đầu lột xác. Sư phụ à, khi nào thì chúng ta ra tay? Vội cái gì chứ? Nhanh như vậy đã quên những gì vi sư nói với con rượu. Nhưng như vậy mà đã quên mất lời sư phụ nói rồi à? Chưa quên. Thiền kiếm lối xa là hùng thú thực lực ngang với tu sĩ trúc cơ kỳ. Hấp thụ lôi điện và hoàn thành lột xác, có thể tiến hóa thành thiền kiếm lôi dao, hãnh diện với cổ thiền. Còn có thiên kim lôi dao tiến hóa xong thực lực ngàn với tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng mà lúc tiến hóa xong thì thiên kim lôi dao sẽ yếu đi. Lúc này không xài vì sư muốn dùng máu con hoàng xà đó sau khi trải qua trận kinh lôi này để rửa tội cho con. Nhưng con mà mã xà ấy dù sao cũng là yêu thú cấp cao. Thiên kiếm lối xà này tiến hóa dựa vào lối điện của bản thân vẫn chưa đủ. Phải mượn lực của thiên địa, mượn tia sét tự nhiên mới có thể hoàn thành. Vì vậy cứ ở đây đợi với vị sư đi. Nhìn tình hình không phải đợi lâu nữa đâu. Đi, đi xem. Đến rồi. Lần này nó tiến hóa rất là miễn cưỡng. Thiền lôi không chỉ có một đạo. Cũng không biết con rắn này có chịu được nữa hay không. Có điều bất thường. Là một tu sĩ trúc cơ kỳ à. Xem ra muốn tranh thủ thời cơ. Cũng không phải chỉ có mình ta. Cảm giác này hình như đang có người bày bố một pháp trận lớn. Pháp lực phong khí. Hình như còn muốn giận gió đến. Uy lực còn không nhỏ. Diện tích thì bao vị, bao và cả thung lũng này. Đưa đi tổ bà, lâu phong ấn này con cầm lấy đợi lệnh của sư phụ. Sư phụ yên tâm nhìn con đây. Uy lực này càng ngày càng lớn rồi. Thành công hay thất bại đây? Thiền kim lôi yếu, yếu thú thực lực kim đáng kỳ. Mặc dù ký hiệu đời lại trên người của người lúc ấn lúc hiện,
Nhưng bổn thiếu gia biết ngươi đang ở trong cốc này. Vừa hay giải quyết ngươi và con thiền kiềm thần giáo này một thể luôn vậy. Cư phòng thổi ma trận mở 81.